Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu, ngày 12 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hôm nay Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết quan trọng. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển đang được Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng và liên danh nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Hôm nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thống kê, nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự. Phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ tư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, phục hồi kinh tế, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động. Trong thời gian tới, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các vị đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung về giải pháp phát triển hạ tầng, chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, giải pháp để đạt các chỉ tiêu kinh tế, xây dựng chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả vì nhân dân phục vụ, chương trình hành động ứng phó với dịch COVID-19, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong và sau đại dịch COVID-19. Phát biểu bế mạc phiên chất vấn, trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau 2,5 ngày làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ, trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa 15. Phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, xây dựng, với 171 lượt ý kiến đại biểu phát biểu. Việc tổ chức chất vấn tại kỳ họp đã có những đổi mới so với trước đây, nhưng các vị đại biểu Quốc hội đã nắm chắc thực tiễn, với tinh thần xây dựng cao, tiến hành chất vấn bằng các câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề, đặc biệt là tăng cường tranh luận để làm rõ thêm vấn đề, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém, yêu cầu làm rõ trách nhiệm, cũng như đề xuất gợi ý các giải pháp khắc phục để chính phủ, các bộ ngành có các quyết sách phù hợp hơn trong quản lý điều hành, đáp ứng niềm tin, sự mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua các nội dung, nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê, luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự. Đa số các đại biểu tham gia biểu quyết đều tán thành thông qua. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay khối thi đua các ban, cơ quan thành ủy tổ chức cuộc tọa đàm đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, công bố quyết định trao thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Thành ủy, đại diện lãnh đạo các ban, cơ quan thành ủy, đồng chí Phạm Xuân Thanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Tổng biên tập báo Hải Phòng, đồng chủ trì cuộc tọa đàm. Trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 mở ra cơ hội vô cùng to lớn, là điểm tựa quan trọng tạo động lực để thúc đẩy Hải Phòng cất cánh mạnh mẽ hơn. Cùng với thuận lợi, những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xây dựng trong nghị quyết đặt ra thách thức rất lớn đối với Đảng bộ, quân và nhân dân thành phố, đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm cao, chủ động, nghiêm túc trong tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị. Tọa đàm đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tổ chức trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhằm tập trung đánh giá tình hình, kết quả triển khai, trao đổi những khó khăn, vướng mắc,
tìm ra giải pháp, cách làm sáng tạo, đề xuất các nội dung cần hỗ trợ của thành ủy để việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị thực sự hiệu quả và thiết thực. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Anh Quân trao cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân thành phố tặng trường chính trị tô hiệu vì có thành tích xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu khối thi đua các ban cơ quan của Đảng. Trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố tặng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực công tác năm 2020. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Xuân Tường tại xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy bày tỏ sự trân trọng cảm ơn những cống hiến của đồng chí Phạm Xuân Tường. Tin tưởng với thành tích và bề dày kinh nghiệm, đồng chí là tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên trẻ học tập noi theo, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cùng với tập thể cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh. Sáng nay, Quận ủy Lê Chân sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh nhiệm kỳ 2016-2021 và tổng kết hội thi Lê Chân trong trái tim tôi lần thứ 3 năm 2021. Tới dự có đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. 5 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ quận Lê Chân tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện với nhiều cách làm mới, hay, sáng tạo, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng. Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đề nghị Quận ủy Lê Chân đề cao vai trò trách nhiệm, tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị. Căn cứ thực tiễn địa phương, tiếp tục lựa chọn một số nội dung trọng tâm đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, qua đó khắc phục những hạn chế yếu kém, giải quyết được những vấn đề bức xúc nổi cộm, tăng cường giữ vững kỷ luật kỷ cương, bảo đảm tính nghiêm minh, công khai, dân chủ, kịp thời, khách quan. Trong triển khai thực hiện, chú trọng gắn thực hiện chỉ thị với việc tăng cường chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đồng thời tăng cường phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, nhân dân, đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu cán bộ, đảng viên. Đồng thời tăng cường phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, nhân dân, đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân, điển hình tiêu biểu. Nhân dịp này, nhiều cá nhân tập thể đã được nhận bằng khen, giấy khen của thành phố và quận vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh giai đoạn 2016-2021 và đạt giải trong hội thi Lê Chân trong trái tim tôi lần thứ 3 năm 2021. Sáng nay, đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, đã tới dự lễ trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Minh Tân, đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Đình Vũ, trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho một tập thể đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, một cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền giai đoạn 2016-2020, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho một tập thể và hai cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Sáng nay, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022. Tới dự và chung vui với thầy và trò nhà trường có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm học 2020-2021 tiếp tục đánh dấu bước phát triển của nhà trường, trong đó có chương trình đổi mới đào tạo bác sĩ đa khoa. Theo hướng tích cực, được toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, đặc biệt là các chuyên gia trong nước và quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Nhà trường cùng chung tay với thành phố tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19 như lấy mẫu truy vết xét nghiệm PCR. Trước các chốt kiểm soát dịch bệnh, nhà trường đã cử 5 đoàn gồm hàng trăm cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên đi hỗ trợ các tỉnh, thành phố bạn chống dịch. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam chúc mừng, ghi nhận biểu dương những cống hiến, đóng góp và kết quả nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Bên cạnh đó, năm học này, nhà trường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, có cách làm hay, sáng tạo, tích cực đổi
đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đồng thời khẩn trương xây dựng hoàn thành chương trình đổi mới chương trình đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, mở rộng hợp tác với các trường y có uy tín trong nước và nước ngoài và khẩn trương hoàn thiện đề án tự chủ đại học. Lễ khai mạc Hội giảng Nhà giáo Giáo dục Nghề nghiệp Toàn quốc năm 2021 vừa diễn ra vào chiều nay. Được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu là các tỉnh, thành phố trên cả nước. Hội giảng lần đầu tiên có sự tham gia của các đoàn dự thi, đại diện các bộ ngành. Thứ tự, danh sách trình bày bài giảng được lựa chọn ngẫu nhiên trên máy tính. Đồng thời, kết quả thi sẽ được ban giám khảo công khai ngay sau từng buổi thi, đảm bảo sự khách quan. Hội giảng sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 11 với các hoạt động chuyên môn như thiết kế dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp, triển lãm số trong giáo dục nghề nghiệp, tọa đàm thành quả và tiềm năng hợp tác của giáo dục nghề nghiệp Việt Nam với các cơ quan tổ chức hợp tác quốc tế. Hội giảng năm nay có 404 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên cả nước tham gia, trong đó thành phố Hải Phòng có 14 nhà giáo thuộc 9 trường cao đẳng, trung cấp tham dự. Niềm hy vọng để tạo nên một kho học liệu số. Quận Kiến An là một trong những địa phương của thành phố thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế theo hộ gia đình và áp dụng cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp F1. Theo văn bản 8592 ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố, với hơn 200 F1 đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, tại nhiều phường trên địa bàn, chính quyền địa phương và các đoàn thể quận đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực hỗ trợ người dân bảo đảm ổn định cuộc sống trong thời gian thực hiện cách ly. Tổ dân phố Gò Công 3, phường Phù Liễn, quận Kiến An bắt đầu thực hiện cách ly y tế đối với 16 hộ gia đình, 50 nhân khẩu từ ngày 8 tháng 11 do liên quan đến một F0 cư trú trên địa bàn. Tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của tổ dân phố được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát và hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm hàng ngày cho các hộ dân trong vùng cách ly. Nhiều cách làm sáng tạo đã được người dân vận dụng linh hoạt để bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong quá trình vận chuyển thực phẩm cho các hộ F1 đang thực hiện cách ly. Bà con tổ dân phố và nhân dân tổ dân phố đã kêu gọi ủng hộ giúp đỡ những hộ bị cách ly, bị phong tỏa, gạo, thực phẩm, rau. Hiện nay tổ chốt chúng tôi có 11 cán bộ chốt 24/24 giờ để đảm bảo động viên bà con, nhất là không cho bà con ra ngoài mà để phục vụ giúp đỡ bà con khi bà con cần thiết mua bán hoặc là mọi thứ cần thiết là đều ra chúng tôi để chúng tôi tạo mọi điều kiện giúp đỡ bà con cho yên tâm trong khu vực cách ly. Tổ dân phố Hạnh Phúc 2, phường Tràng Minh, nơi ghi nhận 6 ca F0 trong cùng một gia đình. Hiện có 9 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà, trong đó có 5 hộ là F1, nằm rải rác ở nhiều nơi. Tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên để theo sát hỗ trợ các hộ này trong thời gian cách ly. Trong cái tổ trực COVID của chúng tôi đấy, thì là chúng tôi là phân công ra 2 người một hộ gia đình. Chẳng hạn như là người thì sáng, người thì chiều. Khi hộ gia đình người ta cần cái gì đấy, thì mình đến mình mua giúp. Trước khi mà chúng tôi đưa thực phẩm vào cho gia đình cách ly đấy, gia đình F1 đấy, thì là chúng tôi phải xịt khuẩn, đeo khẩu trang và nói với gia đình người ta là phải giãn cách. Và tôi để đồ vào đấy là người ta ra, người ta lấy xong rồi là tôi mới vào, tôi mới dán niêm phong. Để kịp thời hỗ trợ các hộ dân đang thực hiện cách ly y tế, đặc biệt là những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, quận Kiến An đã kêu gọi sự chung tay của các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, chuyển đến tận tay người dân kinh phí hỗ trợ, nhu yếu phẩm cần thiết, giúp người dân yên tâm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Hiện nay, các biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với F1 được nâng lên một mức cao hơn để bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Chính những giải pháp kịp thời, sự quan tâm hỗ trợ thiết thực từ các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể thời điểm này đã góp phần quan trọng động viên tinh thần người dân tiếp tục đồng hành cùng các lực lượng kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện các ca dương tính với COVID-19 trong lứa tuổi học sinh, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch trong các cơ sở giáo dục. Để chủ động với kế hoạch dạy học cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, cùng với các cấp địa phương, ngành giáo dục huyện Vĩnh Bảo chủ động với nhiều phương án khác nhau để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kép được đề ra từ đầu năm học. Là địa phương đã từng có ca bệnh dương tính với COVID-19 phải thực hiện giãn cách xã hội, nên hơn ai hết, thầy trò tại các nhà trường đều hiểu những khó khăn vất vả khi bệnh dịch lây lan. Vì thế mà thầy trò các nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch trong mọi hoạt động.
Ngay sau khi có kế hoạch triển khai chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn ra soát, tuyên truyền vận động đến các bậc phụ huynh, các em học sinh về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết trong việc tiêm vaccine để phòng COVID-19. Chúng em đã được nhà trường tuyên truyền về việc tiêm vaccine phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, giúp chúng em có thể bảo vệ được sức khỏe, tính mạng và bản thân mình trước đại dịch. Vì thế, chúng em sẵn sàng tham gia tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng. Thì nhà trường đã triển khai tới học sinh là trước hết là cho các em đăng ký tiêm phòng COVID, cho các em làm phiếu xin ý kiến của cha mẹ học sinh. Chúng tôi hiểu rằng là vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm phòng sớm nhất. Đến nay, qua rà soát tại 23 trường trung học cơ sở và 5 trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện, có hơn 14.000 học sinh đăng ký có nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó, các nhà trường đã chủ động trang thiết bị cũng như giáo án dạy và học sẵn sàng cho việc học trực tuyến. Thì nhà trường đã chủ động mọi cái kế hoạch và giải pháp việc làm để sẵn sàng chuyển từ phương án dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến bằng nhiều hình thức. Trong đó thì nhà trường chú động đến cái việc là cài đặt cái tài khoản Team Office 365 cho cả giáo viên và học sinh, chủ động tất cả về phương tiện cho giáo viên và học sinh. Ngành giáo dục huyện Vĩnh Bảo đang tích cực phối hợp với ngành y tế, các địa phương chuẩn bị những điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực tốt nhất với quyết tâm vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học, vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch. Tiếp theo là cập nhật diễn biến dịch COVID-19 ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay ghi nhận 8.982 ca nhiễm mới, có 10.263 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi tính đến nay là 856.211 ca. Hải Phòng hôm nay có 7 ca nhiễm mới, đều đã được cách ly. Những thông tin đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xa Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển đang được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng và liên danh nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp logistics, tạo thành khối liên kết vững mạnh, bảo đảm chuỗi cung ứng đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Là dự án giao thông quan trọng kết nối trực tiếp các tuyến quốc lộ 10, quốc lộ 37 với tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn thành phố. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển được khởi động từ tháng 5 năm 2019. Sau thời gian chuẩn bị, hiện dự án đang được chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng và liên danh nhà thầu tổ chức thi công. Phục vụ thi công dự án, tổng diện tích đất phải thu hồi là 29 ha, liên quan đến khoảng 754 hộ dân và 7 tổ chức. Trong đó, đoạn thuộc địa bàn huyện Vĩnh Bảo đi qua 5 xã Lý Học, Tam Cường, Cổ Am, Vĩnh Tiến và xã Trấn Dương, thu hồi khoảng 19,9 ha, liên quan đến 697 hộ dân và 5 tổ chức. Đến nay, huyện Vĩnh Bảo đã kiểm kê được 597 hộ, đã phê duyệt 550 hộ, đã nhận tiền bàn giao 231 trong tổng số 693 hộ, với diện tích là 7,2 ha trên tổng diện tích 19 ha. Đoạn thuộc địa bàn huyện Tiên Lãng đi qua hai xã Tây Hưng và xã Nam Hưng, thu hồi khoảng 9,1 ha liên quan đến 61 hộ dân và một tổ chức. Thời điểm này, huyện Tiên Lãng mới chỉ hoàn thành việc kiểm kê. Để đảm bảo tiến độ dự án hoàn thành trong năm 2022, thì Ban Quản lý Dự án cũng rất mong nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền huyện Tiên Lãng. Huyện Vĩnh Bảo là sớm phê duyệt phương án đền bù hỗ trợ cho các hộ dân và vận động tuyên truyền các hộ dân nhận tiền bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư và nhà thầu thi công thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đã đề ra. Theo kế hoạch, dự án nâng cấp mở rộng đường hiện tại từ cầu Lạng Am xã Lý Học đến xã Trấn Dương huyện Vĩnh Bảo và xây dựng tuyến đường mới từ xã Trấn Dương qua sông Thái Bình kết nối với đường bộ ven biển trên địa bàn huyện Tiên Lãng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, mặt cắt ngang từ 12 đến 14 mét. Tổng chiều dài tuyến là 9,47 km. Dự án có tổng mức đầu tư là 1.343 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Ngoài hạng mục đường, trên tuyến còn có hai công trình cầu là cầu Tranh Dương và cầu vượt sông Thái Bình. Hiện nay, một số vị trí có mặt bằng thuộc địa bàn huyện Vĩnh Bảo, nhà thầu đã tổ chức thi công. Hiện tại thì nhà thầu thi công với những mặt bằng được bàn giao thì đã triển khai các mũi thi công liên quan đến cầu Tranh Dương, liên quan đến hạng mục kè dọc sông Tranh Dương và các hệ thống cống ngang đường. Với cái mặt bằng thi công thì hiện tại thì nhà thầu nhận được thì vẫn còn đang sôi đỗ, và cái mấu chốt nhất trong dự án đó là về phần mặt bằng thi công
đó là cái mặt bằng tại chân cầu Thái Bình và mặt bằng cạnh công ty Minh Châu. Thì hiện tại hai mặt bằng này thì người dân đã nhận được tiền, thế nhưng mà vẫn chưa bàn giao mặt bằng. Tiếp nối dự án cải tạo nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo đã hoàn thành. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến đường bộ ven biển, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đối ngoại của thành phố, tạo thành đường vành đai khép kín phía đông nam thành phố. Qua đó, giúp việc lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân trong khu vực được thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường bộ ven biển và thúc đẩy tiềm năng phát triển kinh tế của các khu vực ven biển. Là thành phố cảng biển nên dịch vụ logistics có tiềm năng phát triển rất lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chuỗi lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, việc đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp logistics sẽ hình thành mạng lưới rộng khắp, có năng lực dẫn dắt thị trường, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Hải Phòng được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng cho sự phát triển của ngành dịch vụ logistics. Tuy nhiên, các doanh nghiệp kinh doanh ngành dịch vụ này tại Hải Phòng vẫn còn nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết, chủ yếu đóng vai trò cung ứng một số dịch vụ đơn giản cho các công ty logistics nước ngoài. Logistics nó là một cái chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng bắt đầu từ sản xuất cho đến tiêu dùng, thì nó phải qua tất cả các khâu như vậy. Và hiểu đầy đủ như thế thì chúng ta thấy là chúng ta phải điều chỉnh lại từ quy hoạch đến chính sách đến phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, xây dựng những cái trung tâm logistics tập trung cao, to, đủ điều kiện hiện đại thì chúng ta mới có thể là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái chuỗi cung ứng nó hoạt động, nó không bị tắc nghẽn, không bị đứt gãy và chi phí từ sản xuất cho đến tiêu dùng nó sẽ là thấp nhất. Phòng mà thực sự muốn trở thành một cái trung tâm logistics có khả năng cạnh tranh cao, có vị trí trên cái bản đồ logistics của quốc tế thì Hải Phòng còn rất rất nhiều điều phải suy nghĩ và làm. Là cái nhìn về trung tâm logistics này nó phải đủ dài, đủ xa và gắn với cạnh tranh quốc tế. Quy hoạch, cơ chế, hạ tầng, nhân lực, liên kết là những vấn đề quan trọng cần phải cải thiện để có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển của logistics Hải Phòng. Trong đó, liên kết là giải pháp để gỡ nút thắt trong thời gian gần. Chính bởi vậy, ngày 24 tháng 8 vừa qua, UBND thành phố đã có quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Logistics Hải Phòng. Việc thành lập này được coi là bước đi tất yếu cho chiến lược phát triển của Logistics thành phố trong tương lai. Hiệp hội Logistics Việt Nam là đại diện ngành của ngành doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, và cái sứ mệnh của chúng tôi là kết nối các cái doanh nghiệp dịch vụ Logistics trong một cộng đồng Logistics về sự phát triển của ngành. Và Hiệp hội cũng là đại diện quốc gia trong những cái lĩnh vực hoạt động của Việt Nam ở trên thế giới. Thì Hiệp hội Logistics Việt Nam cũng đã đang bảo trợ và hỗ trợ cho cái việc thành lập ra cái Hiệp hội Logistics của Hải Phòng. Trong cái thời gian vừa qua, chúng ta đang hoạt động trên cái hiện tượng là manh mún nhỏ lẻ và xé lẻ cái chuỗi Logistics của không chỉ Hải Phòng mà cũng rất là nhiều những cái thành phố ra. Thì hiện nay thì phải đứng có một cái hiệp hội để đứng ra để thứ nhất là làm cái cầu nối giữa cái hiệp hội với lại chính quyền thành phố sinh hoạt trong một cái hiệp hội, thì có cái sự quan trọng nhất là cái sự thấu hiểu và chia sẻ để kết nối với nhau, bởi vì trên cái mảnh ghép thì chúng ta đi thì không có ai có thể toàn diện được cả. Đầu vào của người này có thể là đầu ra của người kia, thì tôi cho chúng ta có thể ngồi lại và nói chuyện với nhau được. Với những thành viên ban đầu của Hiệp hội Logistics Hải Phòng là đại diện của những doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực này ở thành phố. Bên cạnh đó còn có các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến Logistics. Hiệp hội được kỳ vọng sẽ tạo ra sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong hệ sinh thái, từ đó tạo thành khối liên kết vững mạnh, nâng cao năng lực và quy mô của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Logistics, đủ sức cạnh tranh, giành lại lợi thế trên chính sân nhà. Đáp ứng yêu cầu phát triển dịch vụ Logistics của Hải Phòng và liên kết vùng đồng bằng sông Hồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu hình thành trung tâm dịch vụ Logistics quốc tế hiện đại theo tinh thần nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hệ thống thủy lợi Đa Độ hiện đang cung cấp nước thô cho khoảng 30 nhà máy nước để sản xuất nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Tuy nhiên hiện nay, nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sông Đa Độ đang có xu hướng gia tăng do nguồn xả thải từ các nhà máy, khu dân cư nằm ở hai bên bờ sông. Cứ đêm đến, dọc theo bờ sông Đa Độ thuộc phường Tràng Minh, quận Kiến An là những đống rác thải chất cao lại, đốt cháy ngùn ngụt, gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó,
nước thải ô nhiễm từ làng nghề Tràng Minh xả thẳng xuống sông Đa Độ gây ô nhiễm nguồn nước. Tại khu vực xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, toàn bộ nước thải chưa qua xử lý của hàng chục công ty sản xuất công nghiệp nặng trên tuyến quốc lộ 10 hàng ngày vẫn xả thẳng ra kênh Cẩm Văn 2, tuyến kênh cấp 1 sông Đa Độ. Cơ bản là chúng tôi đã hàn khẩu được, đắp bờ được đối với hệ thống bờ Đa Độ và ngăn chặn cơ bản các cái điểm xả thải. Chứ còn tuy nhiên thì đến nay cũng còn khoảng mấy chục điểm và xả thải thì có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước, trực tiếp là nguồn nước sông Đa Độ. Cụ thể như là các cái điểm nghĩa trang như khu nghĩa trang Tràng Minh, rồi nghĩa trang Tân Viên, An Lão, rồi khu An Thắng của An Lão, các cái khu vực khu công nghiệp tự phát như khu công nghiệp đường 10 và không có cái hệ thống xử lý nước thải tập trung. Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngọt sông Đa Độ từ nguồn nước thải của các khu dân cư dọc theo dòng sông. Tại nhiều tuyến kênh đã phải thay đổi công năng từ kênh tưới chuyển sang kênh tiêu hay làm nhiệm vụ song song. Để giảm nguy cơ ô nhiễm của nguồn nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đa Độ thường xuyên kiểm tra, thao đảo nguồn nước. Chúng tôi đã tập trung xây dựng, hoạch định các cái dự án thu gom xử lý nước thải trên toàn bộ hệ thống và cũng đã trình các cấp thẩm quyền. Và để mà đầu tư được thực hiện các cái dự án đó thì thực sự rất là cần thiết và cấp bách để đảm bảo được cái công tác xử lý triệt để các cái điểm ô nhiễm. Hiện nay, trên hệ thống thủy lợi Đa Độ có tổng số hơn 430 đơn vị xả thẳng nước thải vào hệ thống, chủ yếu là tuyến kênh cấp 1, cấp 2. Nhiều giải pháp được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đa Độ triển khai nhằm khoanh vùng các khu vực, vị trí, các điểm xả thải khu dân cư, khu công nghiệp, làng nghề có nguy cơ cao làm ô nhiễm nguồn nước, đồng thời tăng cường vận hành công trình điều tiết nước hệ thống, không để nước ô nhiễm từ kênh cấp 1 chảy ngược lại vào kênh trục chính. Vừa qua, câu lạc bộ ảnh báo chí thuộc Hội Nhà báo Hải Phòng đã có chuyến đi sáng tác thực tế tại những công trình hạ tầng giao thông của thành phố nhằm ghi lại những bức ảnh mang tính nghệ thuật cao, phục vụ cho các cơ quan báo chí của thành phố, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Hải Phòng năng động sáng tạo đang trên đà phát triển cho bạn bè trong nước và quốc tế. Một trong những điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến sáng tác thực tế của các hội viên câu lạc bộ ảnh báo chí Hội Nhà báo Hải Phòng là cầu Quang Thanh. Được khởi công xây dựng vào tháng 5 năm 2020, cầu Quang Thanh đã hoàn thành vào tháng 6 năm 2021 sau 13 tháng thi công. Được tham quan và trải nghiệm tại một trong nhiều công trình giao thông quan trọng của Hải Phòng, các nghệ sĩ đã tận dụng tối đa thế mạnh của mình, sử dụng những thiết bị công nghệ hiện đại trong nhiếp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc và góc máy đẹp nhất về cầu Quang Thanh. Tôi nghĩ rằng là cái chuyến đi sáng tác hôm nay là rất là ý nghĩa, không chỉ đối với những nhà báo nhưng mà tất cả những anh em trong các câu lạc bộ của ảnh báo chí Hải Phòng ấy, đã hội tụ được anh em trao đổi những kinh nghiệm về nghề nghiệp trong quá trình sáng tác để làm sao mình có những tác phẩm nó gần gũi với cuộc sống hơn. Và nhất trong những năm gần đây thì Hải Phòng đã thay đổi và rất nhiều những cái thành tựu về kinh tế và phát triển. Tiếp đó, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã tác nghiệp tại công trình cầu Dinh nối huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương qua sông Kinh Thầy. Việc đầu tư xây dựng mới cầu Dinh góp phần kết nối các tuyến quốc lộ 37, quốc lộ 10, các tỉnh lộ và các tuyến đường trong khu vực, tạo ra sự liên kết vùng rộng lớn. Hai công trình góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối liên tỉnh và các khu vực, đáp ứng sự mong chờ nhiều năm của nhân dân hai tỉnh, thành phố. Hội Nhà báo phối hợp với các cơ quan tổ chức cho các anh em nhà báo và hội viên câu lạc bộ ảnh báo chí của hội đi sáng tác thực tế tại các công trình giao thông của thành phố. Qua những chuyến đi này thì cũng rất là thiết thực, anh em đã thu hoạch được những cái bức ảnh quý về những cái thành tựu kinh tế xã hội của thành phố. Trại sáng tác của Hội Nhà báo thì cũng tập hợp được các hội viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh báo chí của Hội Nhà báo, thì cũng là các hội viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nhiều thành phần khác nhau nhưng đều có một cái đam mê về chụp ảnh báo chí. Ngoài những cái niềm vui mà thành quả lao động, nó cũng là thể hiện trách nhiệm của các hội viên câu lạc bộ ảnh đã có một sự đóng góp trong việc coi như quảng bá hình ảnh của thành phố đối với bạn đọc Hải Phòng và cả nước. Một trong những công trình giao thông đặc biệt quan trọng tạo nhiều sự hứng khởi cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh dành nhiều thời gian và tâm huyết sáng tác là công trình cầu Rào, hiện đang trong giai đoạn thi công nước rút nhằm bảo đảm mục tiêu đưa vào sử dụng dịp trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Tại công trình này, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã ghi lại những hình ảnh đẹp của hàng trăm kỹ sư, công nhân đang ngày đêm dồn sức ở các mũi thi công, tạo nên những nét đẹp trong lao động sản xuất. Sau khi cầu rào hoàn thành sẽ góp phần mở rộng, phát triển không gian đô thị về phía nam thành phố, hiện thực hóa một trong ba hướng đột phá trong xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng. Dự án cầu rào 1 thì sau 11 tháng triển khai thi công, thì đến thời điểm hiện tại thì về sản lượng chúng tôi đã hoàn thành khoảng là 70% giá trị. Hiện tại nhà thầu cũng đang rất nỗ lực để đảm bảo cái tiến độ hoàn thành các hạng mục chính trước cái Tết Nguyên Đán. Thì chúng tôi cũng biết là cái dự án cầu rào có cái ý nghĩa rất lớn về cái lưu thông rồi là mũi đi lại giữa 4 quận của thành phố và cũng như cái điểm nhấn của kiến trúc. Vì vậy là hiện tại là hơn 200 công nhân, cán bộ kỹ thuật là ngày đêm tăng cường để đảm bảo cái tiến độ của dự án. Chuyến sáng tác thực tế lần này do Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh, trong đó có câu lạc bộ ảnh báo chí thuộc Hội Nhà báo Hải Phòng. Là hoạt động thường niên, vừa sáng tác báo chí, ảnh nghệ thuật kết hợp với sinh hoạt nghiệp vụ, tạo điều kiện để các nghệ sĩ nhiếp ảnh có cơ hội học hỏi, giao lưu về môn nghệ thuật này. Đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh một Hải Phòng đang trên đà phát triển, thân thiện và mến khách và là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay ngày mai, khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C. Phía Bắc thành phố, nhiều mây không mưa, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C. Phía Nam thành phố, nhiều mây không mưa, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ C. Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.